nay Minh Phụng Music được một chị khách hàng tin tưởng chọn lựa để mua sắm cây đàn cho con học nhạc. Sau khi xem những video bàn giao những ngày qua, chị đã rất yêu thích và yên tâm chọn model pin ổ điện Kidman KS1 Bluetooth. Do làm việc giờ hành chính và chở bé đi học nên chị khách cho team biết được thời gian nhận đàn chỉ vào lúc trưa. Nhận được ngay thông tin trên thì hai anh em tụi mình đã cấp tốc lên đường đến nhà khách tại Tân Bình để bàn giao trong trưa nay cho chị có thể tiếp tục công việc ngay sau khi hoàn tất việc nhận hàng. Và bây giờ các bạn hãy cùng theo dõi buổi bàn giao đầy niềm vui cùng team nhé. Đó rồi, chiếc xe chở đàn cũng đã đến. Nhóm mình đã rất nhanh đi từ showroom Bành Văn Chân để qua nhà chị khách một cách đúng giờ. Cửa tải mở ra, bên trong là thùng đàn chắc chắn. Chiếc piano đang cùng anh Tài vui vẻ giúp chúng mình đưa đàn xuống. Cái đàn KS1 Bluetooth màu trắng này được chị khách mua theo sở thích của con gái. Và đây sẽ là một nhạc cụ tuyệt vời dành cho em. Dù có trọng lượng lên đến 40kg, chiếc đàn vẫn được bạn nhân viên nâng niu từng bước đưa vào nhà. Việc lắp ráp đàn piano điện Kidman vô cùng đơn giản và nhanh chóng. Và vẫn sẽ giống như các video bàn giao trước, các bạn sẽ lắp hai chân đàn vào với pedal. Tiếp theo sẽ đến tấm chắn sâu và bước cuối cùng gắn đầu đàn để hoàn thiện cái đàn của bạn. Bên cạnh một chiếc piano tuyệt vời, không thể thiếu một người chơi đầy tài năng và đam mê. Các bạn hãy cùng với em gõ siêu nhé. Siêu của đàn sẽ ở ba vị trí, đó là giá nhạc, nắp đàn và bàn phím. Mẹ em rất vui chia sẻ rằng sau 2 tháng được học trên cái đàn piano điện Kidman KS1 Bluetooth, con đã có những tiến bộ rất rõ ràng khi học trên chiếc đàn quen thuộc tại trung tâm. Em gái rất là thích cảm giác luyện ngón với 88 phím đàn và say mê luyện tập mỗi ngày. Âm thanh trầm ấm, nhẹ nhàng và rất phù hợp với những bản nhạc không lời mà em đã học trên lớp. Bên cạnh đó, không chỉ lắp ráp bàn giao đàn mà các bạn khách hàng, bất cứ ai khi mua đàn tại Minh Phụng Music đều sẽ được hướng dẫn các bước cơ bản sử dụng và bảo quản đàn đầy chu đáo từ đội ngũ nhân viên. Vì sao đây được xem là mẫu đàn quốc dân đem đến danh tiếng và được khách hàng tin yêu? Đó là bởi vì hai lý do sau. Đầu tiên là mức giá hợp lý, chỉ 12 triệu, phù hợp cho người mới bắt đầu. Thứ hai là cảm giác phím và âm thanh mô phỏng chính xác như khi bạn đang chơi một cây đàn piano cơ. Tuy nhiên, ấn tượng nhất trên cây đàn Kidman KS1 Bluetooth chính là thông số kỹ thuật. Cùng mình tìm hiểu nhé. Đàn trang bị 88 phím với 5 cấp độ cảm ứng lực nhấn, 128 polyphony, 20 âm sắc, mang sự vượt trội về âm thanh giai điệu. Đàn được trang bị hai cổng phone vô cùng tiện lợi, sẽ truyền âm thanh đến tai nghe và cả phát ra loa đàn, kết nối không dây với các app học nhạc như Simply Piano, Perfect Piano bằng Bluetooth MIDI ngay trên đàn, cổng USB kết nối với máy tính, điện thoại thông minh, máy tính bảng dễ dàng hỗ trợ truyền dữ liệu MIDI và dữ liệu âm thanh kỹ thuật số. Đàn còn nhiều chức năng hiện đại khác như metronome đếm nhịp, Trinova trộn tiếng, Jazzbo tăng giảm tông và đặc biệt các nút chức năng đều được tổng hợp trong một nút function. Đàn trang bị đầy đủ 3 pedal, sustain pedal, sostenuto, soft, điều chỉnh âm thanh theo ý muốn của người chơi để thể hiện trọn vẹn cảm xúc của bản nhạc. Chất lượng âm thanh lẫn âm sắc cực chuẩn, trong và luôn ổn định với hai loa công suất 25W dưới thân đàn. Chính sách dành cho khách hàng khi mua KS1 Bluetooth tại Minh Phụng Music, bạn sẽ được bảo hành 24 tháng, 1-1 trong vòng 30 ngày, giao hàng và lắp đặt miễn phí. Vậy là buổi bàn giao piano điện Kidman KS1 Bluetooth màu trắng tuyệt đẹp đến gia đình bé gái của team Minh Phụng đã thành công. Hiện nay Minh Phụng Music đã có mặt trên TikTok Shop để đáp ứng nhu cầu mua sắm nhạc cụ nhanh gọn, chất lượng với những model dành cho các bạn từ trống, organ đến piano điện. Hãy lên shop để lựa chọn cho mình cây đàn yêu thích ngay hôm nay nhé. Minh Phụng Music kết nối đam mê, mang cả thế giới âm nhạc sống động đến với bạn chỉ với một click trên fanpage, YouTube, website. Âm thanh tuyệt vời từ những loại nhạc cụ hàng đầu sẽ đến ngay trước cửa nhà bạn. Xin chào và hẹn gặp lại.